Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Segui đây. Và trong trận đấu ngày hôm nay, hiện tại các form bài của mình đang có đó chính là 3 The Master, 2 Slayer với lại là 2 Rogue nha. Mình tạm dịch đó, Slayer đó chính là đồ tể nha, còn Rogue là thích khách nha mọi người. Còn tộc hệ như là The Master, Nozod, Surima, Ionia các kiểu nha mọi người thì mình sẽ không dịch nha, tại vì có rất là nhiều anh em góp ý cho mình rằng đây là tên của vùng đất á, dịch ra thì nó lại hơi kỳ, với lại là mình thấy nó hơi bị tối nghĩa tí nên thôi khỏi dịch luôn nha mọi người. Và các form bài của mình đang có đó chính là Z nè, Bobby, Viago 2 sao, Kayle. Và tướng đam chính của mình đang có đó chính là Garen 1 sao, đang cầm ba cái trang bị lớn nha. Và từ đầu game đến tận bây giờ luôn là mình cũng đang đếp được một lượng máu, nói chung là cũng không ổn cho lắm anh em ơi, khi mà đang chủ thu 4 trận liên tục đang rất là ngon luôn á nha. Nhưng mà qua round thứ 5 anh em ơi, thắng luôn mới kề chứ mất luôn cái chủ thua anh em ơi, và một cái lượng tiền lãi cũng khá là lớn đó. Mà thôi không sao, tại vì hiện tại là mình cũng đang tầm level 5, hơn 50 tiền cũng khá là ok rồi. Và mình cũng đang có mặt trên server BBE nha, để cùng với anh em tiếp tục cái series đó chính là trải nghiệm đó cho chân lý mùa 9. Hiện tại được còn khá là nhiều tướng 5 tiền, 4 tiền và rải rác cả tướng 3 tiền, 2 tiền và tướng 1 tiền nữa nha. Mình chưa có làm được anh em ơi, nên mình cũng đang muốn săn từ từ từng cái một nha. Ông này, úi dồi ôi, nhìn cái quả khủng long kìa, ác chiến chưa. Tộc hệ này là nuôi khủng long anh em ơi, nổ hũ đó. Cũng có khá là nhiều anh em comment hỏi là cái mùa này có nổ hũ hay không, có đỏ đen hay không, thì chắc chắn là phải có rồi anh em ơi. Chắc chắn là phải có rồi, yesua. Trời ơi, cái trận thứ 5 mà thua là đẹp luôn rồi đó. Là chủ thua 6 trận luôn rồi đó anh em. Oh my god, đánh Caro như là không ổn nha. Hiện tại là mình đang muốn tích tiền lên tầm level 8 hoặc level 9 nha mọi người, để kiếm tướng 4 vàng và 5 vàng 3 sao trước. Tại vì mấy con đó quậy nó mới sướng ở đây mà, quậy nó mới đẻ lần. Còn tướng 3 vàng, 2 vàng với lại là 1 vàng á, mình nghĩ là làm khá là dễ nữa thôi. Cứ từ từ thôi, cái nào dễ thì mình cứ để dành. Cái này thì khá là cùi. Ây da, từ từ nha mọi người ơi, xoay bài tự động mà. Được đó, được đó, được đó, từ từ nha. Bỏ Kalista tướng 3 vàng vào nha mọi người. Mao K 2 sao hả, từ từ. Chắc là mình sẽ xoay luôn đi. Ui rồi, ngon anh em. Được một con Jerry tướng 4 vàng, Kalista tướng 3 vàng. À nhầm, Kalista tướng 2 vàng, Restai 2 vàng. Cũng như là con quan trọng nhất hiện tại mình đang muốn làm đó chính là con G-Wan nha. Đây, và các form bài nói chung là cũng đang cực kỳ đẹp luôn rồi đó. Khá là ngon anh em ơi. Rồi luôn, hợp lý luôn anh em. Cái con G-Wan này cũng đang được đánh giá là một cái vị tướng 4 vàng carry cũng đang rất là lỗi luôn á nha. Mà ở tầm round 3 chấm như thế này, mình có nó rồi anh em ơi, cũng như là một cái form bài thật sự rất là đẹp luôn á. Có sẵn Shadow Elite, mình tạm dịch đó chính là quần đảo bóng đêm nha, đi chung với tộc hệ Slayer nha mọi người. Đó là cái lý do mà ở cái mùa 9 này mình đã hứa với anh em rồi, mình sẽ săn siêu phẩm liên tục luôn cho mọi người. Mà siêu phẩm nhiều nhất á thì mình chắc chắn luôn là tới từ cái lõi xây bài tự động nha. Tại vì ở mùa 8 á, mình rất là làm biến làm cái lõi này luôn á anh em. Tại vì nó rất là khó ra. Thứ nhất là lõi tướng tỷ lệ xuất hiện nó quá nhiều đi. Thứ hai á là nó cũng không có tướng 5 vàng, mình thấy nó gọi là nó có sớm mà mạnh được anh em ơi. Nhưng mà riêng cái mùa 9 này á, con tướng 5 vàng mà có càng sớm là càng tốt, đó chính là con Hammer đến GH tiền nha. Hoặc là những cái vị tướng như là Rai á mọi người ơi. Mỗi vòng đấu, mỗi cổng dịch chuyển á, nó sẽ cho mọi người đó chính là một cái kỹ năng khác nhau. Đó, bá đạo luôn. Ok, kích luôn cái hệ thuật sĩ nha. Cái hệ này thì hồ mana thôi mọi người ơi. Cái hệ thuật sĩ này mình thấy là nó cũng xuất hiện khá là nhiều nhiều mùa rồi. Còn cái hệ Slayer này thì mình cũng đã có làm nhiều rồi nha. Nó sẽ gây thêm sát thương và tăng gấp đôi sát thương luôn nếu như mà team bạn dưới 60% máu ha. Khá là bá đạo. Team bạn bị chọt thì thôi chứ. Mình nghĩ cái mốc mà 60% máu nó phải gọi là cực kỳ cao luôn á. Hơi cao anh em ơi, tại vì team bạn chỉ cần xuống dưới 60% máu là bị gấp đôi cái lượng sát thương gây ra thì cũng hơi bị hơi bị đau. Còn tộc hệ Shadow Elite này nha mọi người, mình tạm dịch đó chính là quần đảo bóng đêm nha, cũng đang cực kỳ hot luôn với những cái vị tướng carry đang rất là bá, như là con Viago 3 star carry nha, con Gwen carry nha mọi người, còn con Maokai kia là tướng tăng cơ nên không có tính nha. Nó sẽ có một cái nội tại cũng khá là bá đạo luôn á nha mọi người. Nó sẽ tạo giáp theo phần chấm máu nha, và hồi mana theo mỗi giây.
khá là bé luôn á. Chỉ cần team bạn đánh mình 8 lần hoặc là ngược lại mình đánh team bạn 8 lần là tạo giáp nha. Mốc 2 là tạo giáp theo 40% máu và hồi 5 mana mỗi giây. Mốc 4 là tạo giáp theo 70% máu và hồi đó chính là 10 mana mỗi giây. Mốc 6 là tạo giáp theo 100% máu nha mọi người, và hồi tới tận là 15 mana mỗi giây. Đây là một cái mốc hồi mana phải gọi là cực kỳ bé luôn á. Còn con gà que này cân nổi không đây? Bị đóng băng rồi. Trời ơi, đánh caro là hơi bị chiến báo luôn anh em ơi. Cứ thắng xong mà thua, thắng xong mà thua. Được chuỗi 2 trận, mất chuỗi luôn anh em à. Cay thế nhờ. Còn con gà que này á, cái nội tại của nó còn carry hơn nữa, rất là cơ động luôn á. Nếu như mà team bạn không phải là kỹ năng, gọi là chỉ định, không phải là kỹ năng quăng một phát là trúng luôn á, thì nó sẽ rất là dễ né luôn. Tại vì cứ mỗi khi mà đầy mana đúng không, nó sẽ lướt đi đó, anh lướt nó vừa lướt nó vừa cắt, xong rồi nó còn dùng kỹ năng quy ở trong liên minh đó mọi người, cắt khá là bé luôn. Và sau mỗi 3 lần cắt á nha, nó sẽ tạo ra một cái vùng từ trường GW á nha mọi người, tăng giáp và tăng kháng phép lên trong vòng 2 giây. Và cái chỉ số này nó sẽ tăng dựa theo phép của mọi người, cũng như là dựa theo mốc số sao của con gà que này. Mốc 1 sao, mốc 2 sao và mốc 3 sao nha. Sao càng nhiều, sát thương càng cao, cũng như là được tạo được một cái lượng giáp theo phần trăm máu càng cao. Và cái quan trọng nhất là tăng giáp và tăng kháng phép sau mỗi 3 lần xài kỹ năng nha mọi người. Đây, lướt nè, thấy không? Cắt nè. Lướt nè, cắt nè. Đó, bút cái vùng từ trường lên. Tăng mana và tăng giáp trong vòng 2 giây. Cắt nè. Với lại là con gà que này nó cũng có một lượng mana gốc khá là thấp luôn anh em ơi. Thấy không, gà quen một sao mà đã carry kìa, ác chiến thật đó chứ. Nhưng mà cái ông này, cái con T-Rex này mình thật sự là không biết Rio có nốt lại không á. Chứ mình thấy cái tộc hệ này nó vừa nổ hũ được, nó vừa chơi carry được luôn á anh em. Tại vì con T-Rex này á, thắng nó cũng mạnh mà thua nó cũng mạnh nha. Mình thấy thắng nó còn mạnh hơn nữa anh em. Tại vì nó tích stat á, tích số á. Và tất cả những cái chuỗi thắng hoặc là chuỗi thua nó sẽ chuyển hóa qua vừa là phần quà, rồi còn vừa là sức mạnh, chỉ số như là phép, giáp, máu các kiểu luôn á anh em. Ok, bỏ Samira vào nha. Kích luôn là 4 xe đầu Elex với lại là Slayer, đi chung với hai thách đấu và hai thích khách thôi. Tất cả những cái tộc hệ này là mình đều chỉ đang là tạm dịch thôi nha anh em ơi. Còn mà muốn dịch chính xác nhất có thể thì chắc là phải đợi về Việt Nam rồi mấy ông VNC dịch cho. Lỗi 1, lỗi bạc, lỗi 2 cũng tiếp tục là lỗi bạc, thì tỷ lệ rất là cao cái lỗi thứ 3 sẽ là lỗi vàng nha mọi người. Nó sẽ không bao giờ có cái vụ mà ra ít 3 lỗi bạc liên tục nha. Hồi mùa 6 á, cái lúc mà vừa mới ra lỗi thì có vụ đó. Xong rồi chỉ trong vòng một mùa thôi nha mọi người. Mùa 6.5 thì Riot đã bỏ luôn rồi, không còn combo 3 lỗi bạc nha. Bây giờ chỉ còn combo là 3 lỗi vàng với lại là 3 lỗi kim cương thôi. Chứ 3 lỗi bạc mọi người nghĩ đi, chơi nó chán thì thôi rồi luôn á, thật. Cắt mà nè. Đóng mò tiếp mana lên. Cắt mà nè. Mana hồi mắt nhanh luôn á mọi người. Thấy không? Tạo giáp kìa. Team bạn đánh mình 8 lần hoặc là mình đánh team bạn 8 lần nha là được tạo giáp ha. Úi giời, đầu thế. Trời ơi, con AFE nó bắn kìa. Bị lát màn hình luôn á em, coi kìa, nó bắn kìa. Con que. Nhìn ảo Masukola vậy. Cái lúc mà con Aphelios này, cái ngày đầu tiên mà nó mới ra thì rất là yếu luôn. Tại vì nó chưa được bóp anh em. Xong mà thấy yếu quá, Riot cũng nâng lên cho nó một tí. Ui, với chúng thử nè, ngon. Tại vì mình cũng gần level 8 anh em ơi. Lên luôn đi nha. Và mình chắc chắn rồi, sẽ slow roll nó tầm level 8 này. Để kiếm con gà que này 3 sao carry distance thử như thế nào nha. Cái vé trúng thưởng này, nếu như mọi người chưa biết thì bây giờ nó có cả 3 bậc luôn. Vé trúng thưởng bậc bạc, bậc vàng và cái bậc kim cương nha. Cái mùa 9 này mình thấy có khá là nhiều cái mới lạ luôn á chứ. Con sen này khá là ngon á mọi người ơi. Nó vừa tăng cơ được mà nó vừa kích được cái hệ Baston luôn. Và vừa kích được cái hệ Involke luôn, hoặc là thuật sĩ đó nha. Được run for free liên tục luôn nè, ngon lành cành đào luôn mà không ra bất kỳ một con gà que nào cả. Trời ơi, tướng 4 và nó ra quá trời ở đây rồi. Ê, được roll đã nhờ. Cái lõ này cứ mỗi khi mọi người roll nó thì sẽ có 50% tỷ lệ được roll miễn phí ở lần tiếp theo. Và hồi nãy giờ mình roll chắc là phải 7-8 lần luôn á anh em ơi. Lời vờ lờ ra roll được 2 sen gà quen các kiểu. Đã gà quen carry được hay không đây? Úi dồi, Zin bắn đâu vậy?
Và nếu như mọi người nào mình xem thấy á, hãy đừng quên để làm một like đến cái kênh cũng như là bấm cái chuông nha, để nhận thông báo mới nhất cơ, động lực phải gọi là cực kỳ lớn luôn. Hiện tại lịch đăng video của mình sẽ là 2 cái một ngày nha mọi người. Một cái là về meta. Meta bây giờ mùa chính á thì mình thấy là còn hơi sớm để mà làm đó. Mình đợi là trước khi mà về Việt Nam một ngày thì mình sẽ làm nha. Để khi mà về server Việt Nam rồi á, mọi người sẽ có meta ngay và luôn để mà leo rank. Và tất nhiên rồi, tại vì ở trong một cái video hiện tại của mình làm á, là mình sẽ cố gắng mình chơi một cái form bài khác nhau, mình chơi một cái vị tướng carry khác nhau, và cũng như á, là mình sẽ cố gắng mình chơi thật là nhiều loại khác nhau nha mọi người. Để em có thể gọi là có cái nhìn trực quan nhất về cái mùa chính này, từ tướng carry hoạt động như thế nào, lõ nó như thế nào, và cái quan trọng nhất là tộc hệ như thế nào nha. Cái đó mới là quan trọng. Đây, nên mình vẫn cứ mỗi video là một vị tướng, mỗi video là một cái tộc hệ khác nhau nha, để cho anh em có thể gọi là dễ dàng theo dõi nhất. Và nếu như mọi người chưa biết á, thì ở mùa chính này không có loại tướng nữa nha, nhưng mà nó sẽ có 5 loại tướng không xuất hiện dưới dạng loại tướng nha mọi người, mà nó sẽ xuất hiện dưới dạng là loại vàng. Anh em phải đọc, anh em phải chú ý thì mới biết được đó là một cái loại tướng nha. Tại vì nó không có hiện hình con tướng đâu, nó sẽ hiện hình là một cái loại vàng bình thường thôi. Nhưng mà mọi người phải đọc, anh em gọi là nhìn cái chỉ số nó được cộng thêm á, nó cộng riêng cho tướng luôn. Đấy, thì nhìn vô là biết. Với lại là khi mà lấy cái loại tướng đó, tướng dưới chân của mọi người á, nó sẽ có một cái vòng khá là giống luôn cái vòng cái loại carry ở mùa 8 của mọi người đang chơi á. Cái vòng tướng ở đây. Trời ơi, MDG kìa, cái ông này mà chơi cái hệ Bivoten kia thôi chứ, tích 6 con hũ Neko tùm lum tùm la luôn. Nhiều năm cứ bảy mình đã làm rồi, mọi người có xem đâu. Hồi bữa là mình đã có đăng một cái video nổ hũ rồi anh em ơi. Trời ơi, tướng 5 vàng 3 sao là dễ luôn á. Tại vì nó nổ hũ nó cho mình quá là nhiều Neko đi. Mình nhớ không nhầm trận đó 3 round liên tục nó cho mình được toàn 3 cái Neko. Thì thật sự là không muốn lên tướng 5 vàng 3 sao á cũng không được anh em mà. Tại vì nó ra cho mình quá nhiều đi. Đây rồi, cuối cùng cũng lên được Gawain này 2 sao mọi người ạ. Trong khi đó là sen của mình đang có tận là 5 con rồi. Ảo thật luôn á chứ. Và nếu như mọi người có ý tưởng gì hay muốn mình là thực hiện thêm á, thì hãy cứ đừng quên bình luận ở phía dưới nha. Nói chung là mình biết làm gì, hoặc là mình gọi là được đổ cái gì á, thì mình sẽ làm ngay luôn cho mọi người cùng xem nha. Tại vì tất cả những cái ý tưởng của mình đang làm nè, thì hầu hết tới 90-95% là do mọi người góp ý, là do mọi người đưa ra ý tưởng. Còn những cái kia thì mình lâu lâu mình vào mình tự chơi nó tự ra thôi nè mơ. Thì cái đó thì hên xui, chúng được cái nào chúng thôi. Đây, Gawain 2 sao đó lại là phải khác kìa. Anh em xem cái lớp dép kìa. Trời ơi. Cái hệ Slayer này nếu như mọi người mà kích được mốc 6 á, sẽ khá là bá luôn. Tại vì 6 Slayer được cộng thêm tới tận là 50% sát thương cho toàn bộ tướng Slayer luôn. Và cũng như là gấp đôi lên nếu như mà team bạn dưới 60% máu. Đây là một cái cột mốc phải gọi là rất là dễ kích luôn anh em. Tại vì team bạn hầu như cái trận này nó cũng sẽ phải xuống dưới 60% máu rồi, đúng không? Ok, để mình check qua sơ cái trận này để xem thử có ai đang chơi Gawain hay không đây. Ui, ông kia 9 Ionia luôn hả? Què gì? Những cái tộc hệ như là Ionia nè, Surima nè, Noizot nè, Demacia nha mọi người ạ. Thì nếu như mọi người mà muốn chơi cái móc mà tối đa nhất á, cái móc mà nó kích hoạt được cái kim cương luôn á nha mọi người, thì nó sẽ cần ít nhất là 2 cái ấn. Ít nhất là 2 cái ấn nha. Úi dồi, con Rai cái đó trưởng ác vậy. À đúng rồi, Rai cái cổng này là Rai cổng dịch chuyển hó kỹ. Nó chịu hồi ra, nó trưởng kìa anh em ơi. Kinh thật sự luôn á. Trời, nó trưởng kìa, Nhưng mà biết Gawain chưa? Uầy, đó là lý do tại sao cái con Gawain này đang được đánh giá là một cái vị tướng 4 vàng carry đang rất là lỗi luôn á. Nó vừa dễ chơi mà nó còn mạnh vô lý như thế này. Anh em thấy không? Một mình nó cân hết luôn á chứ. Đây rồi, sen 6 con. Cứ một trận là mình roll được free ít nhất là tầm 4-5 lần. Thì đó là một cái lượng vàng được miễn phí rất là ok luôn anh em. 5 lần roll là mình đỡ 10 vàng đúng không? Đúng rồi. Ui, ông kia 6 Pivote kìa mọi người ạ.
cái tộc hệ đó nó sẽ khá là giống cái ngõ binh luôn. Anh em kích mốc 6 á, sẽ không cần phải thắng, không cần phải thua luôn. Anh em chỉ cần đây chính là đấu một trận với người thôi. Thì qua đôi sau á, nó sẽ cho mọi người một cái phần quà lớn. Và cái phần quà đó có thể là Neko nè, trang bị lớn, trang bị thần thoại của On, tiền, mảnh đồ, trang bị ánh sáng. Trang bị ánh sáng thì mình chưa thấy nha mọi người ơi, nhưng mà cũng có thể đó. Và mình ở đây cái lỗi này mình nói với anh em mọi người rồi nè. Anh em không tin. Cái lỗi này là mình đã nói với mọi người rồi nha. Cái đậu xanh rau muống nó, nếu như mọi người chơi cái phơm bà nào á mà có con da van ở trong đó mà nó ụp cái lồng á, xui á nha mọi người á, thì tất cả con chim luôn nó bị gọi là không thể chỉ định làm mục tiêu, bất tử luôn. Còn nếu như mà hên á, đó thì thua một con. Hên á thì thua một con, mà xui á thì thua nguyên cái sàn đấu luôn, mà toàn là chim không anh em. Hồi bữa là mình đã kể với mọi người rồi mà anh em có vẻ như là không tin. Mình nói rồi mà, cái server BBE này á, cái lỗi game nó rất là nhiều luôn. Hồi bữa mình còn gặp cái lỗi gì mà full sàn đấu luôn là T-Rex anh em ơi. Full sàn đấu là khủng long. Cái đậu xanh rau muống chứ nó nuôi khủng long còn hơn. Nó nuôi ác lắm anh em ơi, gần 20 con khủng long thật luôn. Xong cái đó là con chim thôi nha. Chứ nếu như mà mọi người vẫn chơi gia van và tới cái vòng mà đánh quái mà con rồng ngàn tuổi á, ôi mình bị rồi anh em ơi. Đánh quái con rồng ngàn tuổi mà con gia van này á, nó chỉ cần up một cái mà bị lỗi game á, không thể bị chỉ định là mục tiêu, thì con rồng đó nó khạc không chịu một cái phát nào cả. Úi dồi ôi, mình nhìn không nhầm thì cái ông kia Sion cầm 3 trang bị ánh sáng hả? Có ảo ma Sikola quá không vậy? 6 con Gawain nè mọi người ơi. Yesu là 2 sao nè, Sen là 6 con. Ôi, Yesu 4 con, Sen là 7 con nha mọi người ơi. Ok, lắp đồ luôn cho em con Yesu này. 2 trang bị lớn và một cái ấn đồ tể nha. 9 Ionia. Ủa cái ông kia sao? What the fuck? Cái ông 6 Bill Vote kiểu. Mà đọc tiếng Anh nó hơi ngu một tí, anh em thông cảm nha. Sao ông toàn trang bị ánh sáng không người ta? Ảo thật sự luôn á. Ông này là Siyuni 4 vàng, Kassante, Saiyan, Ari 5 vàng, Aphelios 4 vàng 2 sao. Cái form bà này toàn là Exodia á mọi người ơi. Nhưng mà mày biết gờ quen chưa? Biết gờ quen chưa? Úi dồi ôi, xui vậy. Ê, nhưng mà còn Yesu nè. Đẩn. Yesu này là cứ mỗi khi nó lóc quá nó sẽ Hasagi luôn nha. Không có cung xanh chặt con heo này nó cũng hơi bị mỏi tay đó. Ui, Ác nhô anh em. Kinh. Ý gà quen 7 con. Có khả năng nha mọi người. Ông này 9 Ionia cũng bình thường. Tại vì ổng mò toàn các phơm. Nói chung là kích móc cao đó. Nhưng mà phơm bài của ổng mình thấy là toàn tiểu học không à. Toàn là tướng 1 sao với lại là 2 sao là nhiều. Úi dồi ôi, ông này T-Rex 3 sao kìa. Anh em Chaser qua toàn là level 9 không mọi người ơi. Nếu như mà cái trận này á, mình không lên được Gwen 3 sao thì tỷ lệ rất là cao nha, là đi luôn á. Là đi luôn á anh em. Ông này là còn 1 máu với phơm bài là 9 Ionia nha. Mình thắng được hay không? Nói chung ông này là tướng 1 tiền, tướng 1 sao với lại là 2 sao không à. Nhưng mà được cái là toàn tướng 4 với lại 5 tiền á mọi người. Nên không phải là quá yếu. Oh shit. Khinh thường tay bạn và cái kết. Còn đúng 15 máu thôi anh em. Trời con ra nó trưởng kìa. Con ra nó trưởng có trượt cái phát nào đâu mọi người. Đây ông này nuôi khủng long 3 sao và cuối cùng. Ơ oh, cái trận này là có 3 ông nuôi khủng long luôn. 3 ông luôn mọi người, không phải là một ông. Mẹ kinh thiệt. Anh em qua đây anh em nuôi khủng long ghê gớm quá. Với lại là cũng nhiều anh em, rất là nhiều luôn á. Anh em bình luận ở phía dưới hoặc là nhắn tin thẳng trực tiếp qua Facebook của mình luôn á. Anh em hỏi là mình có bán ạc BBE hay không. Thì cái này là mình đã giải thích rất là nhiều rồi nha mọi người á. Cái ạc BBE này á, anh em có thể tạo hoàn toàn miễn phí nha. Chỉ cần bỏ ra vài phút xem cách tải server về, xem cách tạo ạc á là ok rồi, chỉ cần vài phút thôi. Tạo rất là đơn giản luôn. Nhưng mà mọi người phải chịu tìm hiểu cơ.
Úi rồi, Gawain Bay này dễ chưa? Đúng là một cái trận đấu không ai chơi tướng 4 vàng cả. Người ta toàn chơi tướng 5 vàng là level 9 không à. Thì mình lại là người hưởng lợi nhất. Ông kia mình nhìn không nhầm là ông có được 5 trang bị ánh sáng à. Mấy lỗi game vị ba. Mà hơn hồi nãy giờ mình chưa gặp. Ông này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 slot nha mọi người. Jesu Haisugi nè. Gawain 3 chứ còn nhiêu đâu bạn. Bạn chấm hỏi vậy. Mỗi Gawain 3 thôi. Trời ơi, dép nó tạo à. Ôi, nó gặt một phát kìa đây. Nó gặt đúng một phát kìa. À, cái lõi này là được hai cái thì vàng. Cũng không ngon cho lắm. Thật luôn anh em ơi. Nếu như mà cái lõi kim cương đó mà cho được hai cái thì vàng á, thì mình thấy nó cũng bình thường. Trừ khi nào mọi người chơi một cái form bài mà muốn kích Slayer nè, muốn kích Ionia, muốn kích thêm những cái tộc hệ như là Demacia, Noizet, Surima các kiểu thôi á, thì ghép được từ thì vàng nha. Còn nếu mà cho thì vàng không á, mình nghĩ nó cũng tương đương với cái lõi bạc thôi. Mình nhớ không nhầm thì đang có được một cái lõi bạc, đó chính là roll tầm 40 lần thì được một cái giáp thiên nhiên. Một cái lõi vàng roll tầm 25 lần là được một cái giáp thiên nhiên. Chứ nếu như mà so sánh với cái lõi kim cương đó, anh em bỏ ra một cái lần chọn lõi kim cương mà thu về được hai cái thì vàng mọi người lắp cái giáp thiên nhiên thì nó rất là phí. Trừ khi nào mọi người mà muốn lắp thêm ấn, lắp thêm hệ thì nên lấy cái lõi đó nha. Chứ mình thấy nó khá là cùi đó. Trời ơi, Gawain Bay sao nó chặt có chưa cái phát nào đâu mọi người ơi. Mỗi lần mà nó xài skill rồi tính đam tầm bằng ngàn không à. Trời ơi, 17.000 đam. Anh em thấy cái sự lợi hại khi mà lúc đầu game có được một cái lõi xây bài tự động chưa? Rồi, ông kia 5 trang bị ánh sáng. Bị cái ông kia nuôi T-Rex 3 sao vẽ không chịu một cái phát nào. T-Rex 1 sao, nổ hũ. Đối đầu với T-Rex 3 sao chưa nổ hũ nhưng mà nó châu và lờ ra. Tại vì cái con T-Rex đó mọi người nuôi được vô hạn luôn nha. Anh em thua anh em thắng, nói chung là càng nhiều thắng càng nhiều. Sức mạnh của con T-Rex đó tăng càng nhiều nha. Nó cộng dồn máu, cộng dồn chỉ số các kiểu á. Carry ác lắm mọi người à. Con kia mà 56 trang bị sáng luôn mà còn không thắng nổi đi chịu luôn. Mình không biết gặp cái con khủng long kia thì trước cái lúc mà lên được Gawain 3 mình gặp nó thì mình nhớ không nhà mình thua thì phải. Bây giờ Gawain 3 rồi thì border rồi mọi người giờ ráng roll nốt một sen 3 nè, 8 con luôn rồi nè. Sen này cũng là một vị tướng 4 vàng nha, nhưng mà là tăng cơ. Ô, lên được luôn nè. Dễ chưa? Chắc là bây giờ mình sẽ chuyển qua mình nuôi nốt Jesus luôn đi. Nuôi nốt Jesus luôn đi anh em. Hôm nay level 9. Ok, Aphelios carry Saiyan 2 sao, Siyu 2 sao. Gawain. Cắt. Ok. Tiếp bên này lên. Cắt. Úi xồi. Con lớp dép nó búp kìa anh em. Cắt nè. Saiyan với chúng tôi. Aphelios với chúng tôi. Sát thương kỹ năng của nó đó chính là diện rộng nha mọi người. Chúng được khá là nhiều đứa luôn á. Mày nè, hơn 14 cái đam luôn. Và nếu như mọi người có góp ý gì về cách mình bình luận chơi game hoặc là làm video á, anh em hãy cứ góp ý vào phía dưới nha, để mình có thể biết được mình sai đâu và cố gắng phát triển thêm và khắc phục ở cái điểm sai đó ha. Bữa giờ mùa 9 á thì mình thấy anh em cũng xem lại video cực kỳ nhiều luôn á. Ok, Yasu là 6 con nè. Ráng nuôi thử Yasu 3 sao nào. Ông top 1 đang khá là cháy đấy. Rồi ôi, anh em nhìn cái quả sen kìa. Nhìn cái quả sen đi mọi người ơi. Ui, Rai 2 sao 2 con này. Mà Rai ở trong cái cổng dịch chuyển này nó trưởng khá là kinh dị luôn. Có lên. Trời ơi, Gawain nó dép kìa anh em. Cắt nó, cắt lẹ. Cắt. Trời ơi, nó cắt toàn ngàn rưỡi không à. Anh em nhìn kìa. Ngàn rưỡi không. Cái này là mình còn chưa lắp găng bảo thạch đó nha mọi người. Chứ nếu như mà lắp mình nghĩ nó còn
có một cái lượng đam kinh dị hơn nữa. Trời ơi, Sen chống chịu mà 26.000 đam. Đúng là Sen 3 sao có khác. Nó nốt Yasuo 3 đây. Coi thử có được hay không. Con Yasuo này á, cũng là một cái vị tướng 4 vàng mọi người đưa ra yêu cầu cho mình làm. Phải gọi là cực kỳ nhiều. Ê ê ê, ông này đang bán bớt tướng cho mình được Rai 3 sao rồi. Ổng mới là được Rai 3 sao á, là mình chỉ có một cái kết cục thôi nha mọi người á. Đó chính là D.E.D. Đi nấu ăn luôn rồi này mời. Đi quýt luôn đấy. Đi quýt luôn. Trời ơi, quay nó chặt kìa anh em. Ba mà toàn tính bằng ngàn không. Cái này chắc là mình chừng nào thử lắp cho nó găng bảo thạch đó. Nó cắt thử chí mạng cũng phê á. Rai với chúng tôi à. Đi chợ đừng có Rai nha. Đi chợ đừng có Rai nha. Rai bay là mình đi á. Hên quá mọi người ơi, đi chợ có Saiyan với lại là Bevet thôi, không có Rai. À, có Sen à, không có Yasuo luôn á. Tướng 4 vàng là chỉ có con Ugot với lại là Sen thôi. Khá là bình thường. Ok, run. Đập thử cái ổn nè, Slayer. Không có, ổn pháp sư mọi người. Khá là cười bắp. Yasuo nào. Ơ, Rai ba kìa, phải không? Sợ thôi. Nghĩ luôn có chơi bời nữa em ơi. Nói chung là mình cũng rất là mừng cho bạn khi mà lên được Rai 3. Tại vì muốn tới được tướng 5 vàng 3 sao ở trong cái đấu chơi chân lý mùa 9 này cũng khá là khó khăn. Rồi nhưng mà chưa chắc là mình thua nha. Mọi người. Chưa chắc đâu á. Dầm bay lắm con Rai 3 sao này. Con được. Cắt. Lẹ lên. Cái đậu xanh. Ôi. Bốc hơi luôn anh em. GG. Ok và tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye. What the fuck thì có chứ, nó trưởng kìa. Hai tất cả mọi người nha, đây là cửa hàng thời trang đang hoạt động của mình đó, tên là B&U Store, chuyên cung cấp cập nhật những cái mẫu quần áo ở trong mùa hè này nha mọi người. Từ áo sơ mi nè, áo nhung lụa nè, áo thun nè, áo dây chuyền, áo wash long, polo wash long, quần âu, túi hộp, quần đùi, quần tay, quần rinh các kiểu đều có nha mọi người. Và mình hứa với mọi người luôn á, cửa hàng của mình là bán đồ độc quyền, không có trên thị trường luôn á nha. Và mình chắc chắn luôn, cái này là bán chất lượng, không bán thương hiệu. Nên nếu như mọi người có nhu cầu hoặc là muốn ủng hộ cho mình thêm thì đừng quên cửa hàng của mình có để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận đó nha. Và nếu như mọi người chưa biết, hiện tại là mình cũng đang có một cái chương trình, đó chính là tặng quà cho tất cả hóa đơn mọi người mua tại cửa hàng B&U Store này. Một cái phần quà liên quan tới tựa game đó cho chân lý mùa 9 nha mọi người. Mùa 7 mình cũng tặng, mùa 8 mình cũng tặng, và chắc chắn rồi mùa 9 không thể thiếu ha.